Chào các bạn, ở trên tay mình đây đang là chiếc Google Pixel Tablet. Mình đã trải nghiệm cái tablet này được vài ngày hôm nay. Thì đây thực chất là tablet đầu tiên trong dòng Pixel của Google. Trước đây thì Pixel nó chỉ có điện thoại mà thôi. Trong cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ nói về riêng cái tablet này đâu, mà mình cũng sẽ nói một chút cái suy nghĩ của mình về cách mà Google họ làm những cái tablet Android nhé. Chúng ta biết là Google làm điện thoại Pixel trong nhiều năm nay và họ cũng đã có chỗ đứng nhất định ở trên thị trường smartphone. Khi mà nhắc đến những cái smartphone Pixel thì chúng ta biết đó là những cái điện thoại của Google với giao diện thuần khiết, nhẹ nhàng, đơn giản và camera đẹp. Vì thế nên mình nghĩ là Google muốn mở rộng sang tablet với những chiếc máy tính bảng to và thuộc thương hiệu Pixel như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế của chiếc máy tính bảng này. Ở trên tay của mình đây đó là chiếc Pixel Tablet với cái màu gần như là màu xanh. Ngoài ra thì nó còn có thêm một phiên bản màu hồng hay màu đỏ gì nữa. Tức là những màu sắc rất là nổi bật và rất là vui vẻ giống như là điện thoại Pixel vậy. Thông qua cái kiểu thiết kế màu sắc như thế này thì Google muốn truyền tải đi cái thông điệp là muốn chúng ta, muốn người dùng sử dụng những cái tablet, những cái smartphone được nhiều hơn và họ tìm thấy niềm vui trong cái việc sử dụng nó. Ngoài ra thì Google còn muốn biến Pixel Tablet thành một phần trong ngôi nhà của chúng ta nữa. Cái vật liệu mà Google sử dụng trên cái tablet này không chỉ là vỏ ngoài bằng kim loại đâu, mà họ còn phủ cho nó một cái lớp họ gọi là nano ceramic, tức là gốm nano đó. Google nói là họ sử dụng cái lớp phủ này để giúp cho cái Pixel Tablet này nó thân thiện và nó giống như là những cái sản phẩm gia dụng trong nhà chúng ta. Có thể hiểu, có thể hình dung đó là những cái sản phẩm về gốm, đồ sứ gì đó. Tức là nó sẽ mịn và nó hơi mờ mờ chứ không phải là bóng hoàn toàn. Thì mình nghĩ đây cũng là một cách tiếp cận khá là hay của Google trong cái cách họ hoàn thiện, họ thiết kế phần cứng. Nó không giống như là những cái tablet, những cái điện thoại ngày nay nó quá công nghiệp. Nhưng mà với những cái Pixel Tablet hay là những cái điện thoại Pixel này thì các bạn thấy là nó có một cái thiết kế rất là thân thiện, cũng như là Google nói rồi đấy. Tức là nó giống như cái sản phẩm trong nhà chúng ta. Hay như khi mà các bạn nhìn vào cái đế sạc này, cái đắp sạc này thì Google cũng bán kèm với cái tablet này chứ họ không bán riêng nha. Tức là chúng ta sẽ có một bộ như vậy khi mua. Cái đắp sạc này nó cũng tương tự như là những sản phẩm trước đây của Google, tức là bên ngoài làm bằng vải fabric. Cái đắp đó sẽ kết nối với cái tablet này thông qua hít nam châm và thông qua cái đắp đó thì nó cũng sẽ mở rộng khả năng sử dụng cho cái tablet này. Chứ nó không chỉ đơn thuần là một thiết bị để chúng ta cầm trên tay chúng ta sử dụng. Trên thực tế thì cái ý tưởng thiết kế dock đó của Google khá là hay và khá là thông minh, không có hãng nào có thể làm được. Thông qua cái dock này chúng ta không chỉ có thể sạc được cho cái Pixel Tablet này đâu, mà mình có thể biến nó thành một cái hub cho smart home của nhà mình, cũng như là mình có thể sử dụng nó như một cái màn hình thông minh để hiển thị hình ảnh hay là hiển thị thông báo thời tiết hoặc là giờ. Rất là nhiều cái mà chúng ta có thể làm với cái tablet này. Về cái cơ chế hoạt động của cái dock và cái tablet ấy, thì cả hai nó sẽ hít nam châm với nhau. Tuy nhiên thì mình thấy đôi khi rằng cái dock đó nó hơi nhẹ, cho nên là nếu mà mình đang đặt nó vào và mình muốn nhấc nó ra thì có thể là cái dock nó sẽ nhấc lên luôn. Có một cách tối ưu nhất để làm được điều đó, đó là khi mà mình đang đặt tại cái thanh dock thì mình sẽ đẩy nó xuống một góc hai bên này này, cái tablet nó sẽ tách rời ra khỏi cái dock và khi đó là chúng ta sẽ lấy nó ra một cách dễ dàng. Trên thực tế thì đây là cách dễ nhất để lấy nó ra và Google có vẻ cũng biết được điều đó, cho nên là các bạn sẽ thấy là họ thiết kế hai cái dải cao su ở phần dưới đáy của cái tablet này để khi mà nó chạm xuống mặt bàn thì nó sẽ không bị ảnh hưởng, nó không bị xước cho cái máy tính bảng. Khi mà Pixel Tablet ở trên cái dock thì nó lơ lửng ở trên khỏi mặt bàn nhìn cũng khá là hay. Mình rất thích để nó hiển thị hình ảnh của nhà mình, của gia đình mình khi mà mình mang cái tablet này về nhà và mình gắn nó lên dock. Ở trên cái dock đó thì nó cũng có loa luôn, tức là nếu mà chúng ta đang nghe nhạc hay chúng ta xem video và chúng ta gắn nó lên cái dock đó thì âm thanh nó sẽ tự động nó truyền từ cái tablet này ra cái dock. Tuy nhiên thì mình thấy rằng cái chất lượng âm thanh ở trên cái dock kia nó chỉ ở mức vừa phải, tức là nó tương tự như là những cái màn hình thông minh mà thôi. Nó chưa thể đến tầm với những cái loa, ví dụ như loa HomePod của Apple chẳng hạn, và nó không phải là một cái loa Bluetooth nha. Mình không thể là mình truyền âm thanh từ cái tablet này qua cái dock đó thông qua Bluetooth được, mà nó chỉ hoạt động khi mà cả hai nó gắn, nó hít nam châm với nhau mà thôi. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng mình cũng thấy có một số vấn đề khi mà mình gắn cái thanh dock đó. Các bạn sẽ nhìn thấy thiết kế của cái tablet này đây, nó là một thiết kế với 4 viền đều nhau. Tuy nhiên thì 4 cái viền màn hình này mình thấy nó hơi dày và cái cách thiết kế nó khá là giống với lại những cái màn hình thông minh, ví dụ như là Google Nest Hub chẳng hạn. Đây là cái phần mặt sau của tablet và các bạn thấy là các cạnh, 4 cái cạnh xung quanh này nó sẽ có thiết kế nó vắt thun về phía mặt lưng. Tức là nếu mà mình nhìn chính diện như thế này thì mình sẽ không thấy được các nút bấm, vị trí của các nút bấm ở trên cái tablet. Và đôi khi là nếu mà mình dùng thì mình quên đi cái phương nào để mình gắn vào cái dock. Đó là một cái không thân thiện với mình. Vị trí mà Google đặt nút nguồn và nút âm lượng ở trên Pixel Tablet đó là bên cạnh trái này nếu mà chúng ta dùng máy theo phương thẳng đứng. Còn nếu mà nằm ngang thì nó là phía trên đỉnh. Và đây là một cái vị trí khá là khó sử dụng cũng như là khó làm quen. Tại vì mình đã quá quen với những tablet, đặc biệt là iPad, đó là có những cái nút ở trên này và nút bên cạnh phải. Nhưng bây giờ mình phải làm quen lại. Về cái chất lượng hiển thị thì chúng ta thấy là Pixel Tablet có một cái tấm nền với kích thước là gần 11 inch. Và mình thấy rằng cái chất lượng hiển thị đây nó rất là sắc nét, trong và tự nhiên. Các bạn có thể hình dung là nó tương tự như là những cái điện thoại Pixel vậy. Mình nói một chút về cái tỷ lệ màn hình nha. Mình không trên tay nhiều những cái tablet chạy Android nhưng mà mình thấy rằng hầu như nó đều được trang bị một cái màn hình rất là dài và hẹp như thế này. Đây là chiếc Pixel Tablet ở trên tay của mình. Nó có cái tỷ lệ đâu đó là 16:10. Tuy nhiên thì mình thấy nó vẫn rất là hẹp và dài. Cái tỷ lệ 16:10 ở trên Pixel Tablet này rất thích hợp khi mà sử dụng nó trong lúc sạc để chúng ta điều khiển smart home cũng như là sử dụng nó như là một cái khung ảnh thông minh.
hoặc là khi mà chúng ta sử dụng hai app song song. Tuy nhiên mình thấy rằng đôi khi cái điều đó nó chưa tối ưu ở trên Pixel Tablet. Đầu tiên mình sẽ mở Facebook lên, đây là theo chiều dọc, và khi mình xoay ngang ra, ồ, thì các bạn thấy là nó là một cái giao diện thu nhỏ chứ nó không phóng to ra toàn màn hình. Facebook là một ứng dụng được hàng tỷ người sử dụng, tại sao nó lại chưa được tối ưu trên một chiếc tablet của Google, hãng làm ra Android? Hay như khi mình vào Messenger cũng vậy, hoặc là thậm chí là tệ hơn là mình vào ứng dụng tinh tế này, thì mình thậm chí mình không sử dụng được ứng dụng này ở trên một chiếc tablet chạy Android. Còn lại thì một số app khác, ví dụ như là Apple Music hay là Telegram hay là một số những app của Google ấy, thì nó chưa được tối ưu cho màn hình to, nó chỉ đơn thuần là một cái giao diện từ smartphone nó phóng to lên mà thôi. Cũng rất may khi mà trong thời gian gần đây thì Google đã bắt đầu tối ưu những cái ứng dụng của họ cho một thiết bị màn hình to, đó là chiếc tablet. Như các bạn đang thấy đây, mình mở cái ứng dụng Google Home thì nó đã có giao diện để mình có thể bật tắt đèn, bật tắt công tắc, và cái giao diện này nó tối ưu cho cái màn hình to. Với Play Store cũng vậy, tức là kho ứng dụng ạ, thì bây giờ các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái thanh ở bên hàng dọc bên trái này để chúng ta chuyển qua những cái tab, ví dụ như là tìm game, tìm app hay là tìm sách. Đó là một cách mà Google tối ưu cho những cái thiết bị màn hình lớn như thế này. Bên cạnh có một cái màn hình đẹp thì Pixel Tablet còn có một cái launcher rất là thuần khiết Android. Chúng ta thấy là nó tương tự như là những cái điện thoại Pixel vậy. Mình sẽ có những cái app ở đây và một cái app RAW khi mình kéo lên trên thì các bạn sẽ thấy là nó không thể nào thuần khiết hơn ở trên Android nữa rồi. Các bạn sẽ hình dung là nó sẽ tương tự như khi chúng ta dùng một cái smartphone Pixel, khi mà chuyển lên cái tablet Pixel này nó cũng tương tự như vậy. Những cái giao diện, những cái tính năng, những hiệu ứng. Từ một ứng dụng mình có thể mình dễ dàng mình kéo thanh dock mà lên để mình chuyển nhanh qua một ứng dụng khác, hoặc là mình chia đôi màn hình để mình làm việc với nhiều ứng dụng, cũng như là mình vào App Store để mình chọn tất cả những ứng dụng đang có ở đây. Kết lại thì cái Google Pixel Tablet này dành cho ai? Mình nghĩ là nó sẽ tổng hòa được một số yếu tố. Ví dụ như là mình muốn mua một cái tablet Android để mình sử dụng nó tại nhà, mình điều khiển Smart Home, mình dùng nó như là một cái màn hình thông minh, đôi khi là mình cho con mình sử dụng nữa và cả mình nữa, thì cái Pixel Tablet này nó sẽ rất là thích hợp. Tuy nhiên nếu mà mình mua nó để cho một cái công việc hay một cái tác vụ nào đó chuyên biệt quá chẳng hạn, ví dụ như cho riêng công việc của mình đi, thì nó sẽ hơi khó đáp ứng. Hoặc là mua nó để cho riêng cái giải pháp điều khiển nhà thông minh, cũng như là làm một cái màn hình để hiển thị khung tranh, khung hình tại nhà, thì nó sẽ hơi phí, tại vì cái giá của nó đâu đó tại Việt Nam là 12 hay 13 triệu, chứ nó không hề rẻ, tức là với tầm tiền đó chúng ta có thể mua được rất là nhiều những thiết bị khác rồi. Đó là một vài cái chia sẻ cũng như là cái suy nghĩ của mình về cách mà Google làm tablet Android. Chúng ta bây giờ đã có thêm được một cái lựa chọn khi mà chọn mua tablet Android, và nó tới từ Google, những cái điểm mạnh của Pixel đều được mang lên đây. Thêm nữa là chúng ta sẽ có một cái dock để chúng ta sử dụng nó tại nhà. Mình là Didu, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo mình chia sẻ về Smart Home, về Google, về Android nhé.